em hỏi anh trước đi, em hỏi anh đi, tại vì bạn chào anh, cho tôi hỏi anh tên gì? Tôi tên Quang. Dạ, anh bao nhiêu tuổi? Tôi tên 25. Dạ, địa chỉ anh, địa chỉ nhà anh ở đâu ạ? Ở Tân Bình. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Ngọc. Hôm nay thì tôi sẽ thực hiện thăm khám cho anh. Anh có vấn đề gì mà phải vào viện? Tôi bị đau ngực và khó thở. Đau ngực và khó thở, vậy là vì sao mà anh lại bị đau ngực? Hôm trước bị té xe. Hôm trước là hôm qua. Hôm qua. Anh chạy xe gì mà té? Đi xe máy té gặp cái tay lái gì đó. Rồi anh té là do anh gặp anh qua rồi. Tức là vì sao mà anh lại bị té? Bị đạp tay lái, ngã đập cái tay lái. Rồi anh chỉ đập đó thôi hay có té xuống đất gì không? Không. Rồi tức là anh đau ngực trước hay là anh khó thở trước? Đau ngực trước rồi cái này qua này thấy khó thở. Rồi từ cái lúc mà anh bị đập tới bây giờ là anh đau ngực có tăng hay là giảm bớt? Đau chạy. Rồi đau ngực sau bao lâu thì anh mới cảm thấy khó thở? Khoảng mấy tiếng sau thấy khó thở nhiều hơn. Rồi khi mà anh đau ngực vậy anh có làm gì cho nó bớt đau không? Không, không có. Rồi anh hít vào hay là anh hít sâu vào anh ho anh có cảm thấy đau nhiều không? Đó, hít thở vô thấy đau thì đau không có đau. Anh đau không? Tức là em vừa khám em vừa mô tả đây khám như thế nào, khám chuối đi. Đầu tiên thì nhìn thì mình sẽ quan sát tổng trạng bệnh nhân và đánh giá tri giác, thì nãy giờ bệnh nhân đã trả lời rất là đầy đủ, thì là bệnh nhân tỉnh và tri giác tốt, có tiếp xúc tốt. Còn quan sát tổng trạng bệnh nhân thì về da niêm thì là bệnh nhân hồng hào, anh không có dưới lưỡi nhưng mà dưới lưỡi hồng hào. Thì trong môi miệng ngoài hồng hào kết mạc nó hồng hào. Nhiều bệnh nhân thì không thấy cái chứng cương đầu mặt cổ các vùng khác không thấy chứng cương, còn không thấy chứng cương. Mình có đặt ra có vết bầm đó, có vết bầm ở vùng bên bên trái. Bệnh nhân thì không có dấu hiệu khó thở. Ví dụ như là không có co kéo cơ hấp và nhịp thở. Mắt
xanh thì cũng là làm thêm một số xét nghiệm rồi.